Dạ vâng em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em về hai cái máy của hãng H từ Mỹ về. Thì máy này nó là dòng có chỗ than và giá của nó thì bao rẻ. Giá nó chỉ có 2 triệu một bộ, bao gồm có một máy, một pin và một sạc. Thì anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Và hàng này là hàng nó sản xuất 2022 nha anh em. Hàng Mỹ về, có chứng nhận UL. Thì mã của nó là HBDD 50. Tốc độ của nó là từ 0 đến 600, 600 vòng trên phút. Cho em xem lại cái thông số. 1600, từ 0 đến 600 vòng và từ 0 đến 1600 vòng trên phút. Rồi, em gửi đến anh em. Nó là hai chức năng nha anh em. Và 20 cấp độ trượt, cái này bánh ton, bánh vít, thoải mái luôn. Và mua mũi Unica về khoan tường qua chơi luôn nha anh em. Đây, có cấp độ trượt này, mạnh lên. Cái dòng H này giá cũng khá là rẻ, chất lượng hàng Mỹ về và giá chỉ có 2 triệu. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì mình về chỉ hai bộ nha anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ mình. Hai dạng HB DD01. Cái này là DD50. DD50. DD01. Đây, đầu kẹp của nó là đầu kẹp Autolock 13. Rồi cái này đầu kẹp 10. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của em.